Xin chào các bạn. Ngoài công dụng spa, làm đẹp, dưỡng tóc thì dầu dừa còn vô số tác dụng khác nữa. Trong video này, tôi chia sẻ với các bạn 50 tác dụng tuyệt vời của dầu dừa. Bạn hãy theo dõi video để biết hết các công dụng tuyệt vời của dầu dừa nhé. Dầu dừa làm cân bằng lượng đường trong máu, kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ hấp thu vitamin và khoáng chất, vân vân. Có thể thấy tác dụng mà dầu dừa mang lại là rất lớn. Dưới đây là 50 cách sử dụng dầu dừa mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp. Dùng dầu dừa massage giúp bạn làm dịu đi sự mệt mỏi và giảm đau cho các cơ bắp. Các đặc tính kháng nấm mạnh mẽ của dầu dừa sẽ giúp bạn ngăn chặn những căn bệnh về nấm. Thêm vài giọt thảo dầu mộc, oregano hoặc tinh dầu trà giúp tăng khả năng chống nấm. Trong dầu dừa có chứa các axit béo chuỗi trung bình, có tác dụng kháng khuẩn gây mụn trứng cá. Thoa trực tiếp dầu dừa lên vùng da bị mụn để khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch mặt bằng nước. Dầu dừa sẽ giúp bạn loại bỏ những vết bụi bẩn nhanh chóng và hiệu quả. Dầu dừa sẽ giúp bạn loại bỏ vấn đề khó chịu do cháy giận gây ra. Phụ nữ mang thai dùng dầu dừa sẽ giúp làm giảm các và ngăn chặn các vết rạn da. Dầu dừa sẽ giúp cho làn da của bạn trở nên mềm mại. Trị mụn cơm và nốt ruồi. Bôi dầu dừa vào khu vực da có mụn cơm hoặc nốt ruồi, sau đó băng lại, thay băng và bôi dầu dừa mỗi ngày. Sử dụng dầu dừa dưỡng da là cách tuyệt vời để giữ ẩm cho làn da, đặc biệt với da khô hoặc da bị hư tổn. Trộn dầu dừa với muối nở, đường hoặc quế và bột yến mạch, sau đó bôi đi hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng để tẩy da chết cho mặt. Massage da đầu với dầu dừa để giảm bớt các triệu chứng của gầu như ngứa hay bong chóc da đầu. Dùng một thìa dầu dừa trước khi ăn sẽ giúp cho bạn kiềm chế được cơn thèm ăn. Massage dầu dừa vào các nếp nhăn sẽ khiến chúng mờ dần và biến mất. Ngậm một thìa dầu dừa sẽ giúp giảm đau và xương họng, ngăn ngừa nhiễm trùng. Xoa dầu dừa lên vùng da bị tổn thương để diệt nấm, thêm tinh dầu trà để giảm nhiễm trùng hiệu quả hơn. Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn, giúp cơ thể tránh khỏi các loại vi khuẩn gây rục môi. Thoa dầu dừa lên vùng miệng bị rộp, thêm giọt tinh dầu thơm oregano. Bạn cũng có thể dùng dầu dừa làm son dưỡng ẩm môi. Dầu dừa là một chất bôi trơn tự nhiên, không hóa chất. Dầu dừa sẽ giúp bạn lấy bã kẹo cao su ra khỏi tóc hay quần áo dễ dàng hơn. Bộ lông của thú cưng sẽ trở nên bóng mượt hơn với dầu dừa, diệt sạch bọ chét. Xoa một ít dầu dừa vào chỗ lên lẹo hoặc xung quanh mắt để tránh các bệnh nhiễm trùng mắt và giảm khó chịu một cách nhanh chóng. Đau tai, viêm tai hoặc nhiễm trùng tai có thể sẽ khỏi rất nhanh chỉ với một vài giọt dầu dừa trộn với dầu tỏi. Dầu dừa rất an toàn cho trẻ sơ sinh, giúp giảm ngứa, đau hay bong da ở trẻ sơ sinh. Bôi dầu dừa lên vết hăm ở tã sẽ làm cho giảm các vết hăm hiệu quả. Trà dầu dừa lên vùng da bị thâm tím để làm tan vết bầm. Dầu dừa có tác dụng trên bất kỳ một làn da có tì vết nào. Nó làm mờ đi các vết đồi mồi và có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Dùng dầu dừa khi cạo râu sẽ giúp bạn có làn da mịn màng và mềm mại. Sau mỗi lần cạo râu, bạn thấy trên da mặt hơi căng, khô, thậm chí có những vết xước. Dầu dừa sẽ giúp cho da bạn mềm hơn và chữa lành các vết xước. Trộn một phần dầu dừa với một phần nước soda và thêm vài giọt tinh dầu bạc hà. Hỗn hợp tạo ra kem đánh răng tự nhiên làm sạch và trắng răng mà không hề có chất bảo quản. Dầu dừa làm giảm ngứa ở bệnh thủy đậu, cũng như các vết do muỗi hay côn trùng cắn. Dầu dừa sẽ ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng do nấm cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Xoa dầu dừa lên mặt sẽ giúp bạn dễ dàng loại bỏ lớp trang điểm, giúp da bạn sáng và sạch hơn. Dầu dừa sẽ giúp tóc bạn chắc khỏe và chăm sóc tóc bị hư tổn. Massage dầu dừa lên da đầu, sau 10 phút gội sạch lại bằng nước sạch. Dầu dừa cũng được sử dụng sơn bóng một số loại đồ gỗ. Nó cũng cung cấp một lớp bảo vệ chống bụi bẩn. Chất béo đặc biệt có trong dầu dừa là nguồn năng lượng tuyệt vời để cải thiện sức khỏe,
tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Trộn dầu dừa với bột bắp, thuốc muối hoặc bất kỳ tinh dầu dừa mà bạn ưa thích sẽ tạo ra chất khử mùi tự nhiên, không độc hại. Trước khi đi ngủ, thoa dầu dừa lên vùng mắt bị thâm hoặc sưng để qua đêm. Sáng dậy rửa sạch. Trong dầu dừa chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin làm tăng độ đàn hồi cho da. Dầu dừa làm giảm ngứa, bong da hay khô da do bệnh eczema, bệnh vẩy nến hay viêm da gây lên, cháy nắng. Bôi dầu dừa lên cơ thể sẽ giúp bạn ngăn ngừa cháy nắng hay giảm cảm giác bỏng rát khi da bạn bị cháy nắng. Dầu dừa sẽ làm giảm đau và khó chịu mà bệnh trĩ gây lên. Nếu bạn thường xuyên chảy máu cam, xoa một ít dầu dừa vào trong lỗ mũi. Xoa dầu dừa lên vết nứt miệng để làm giảm đau và ngăn nhiễm trùng. Ăn một thìa dầu dừa trong bữa ăn để tránh ợ chua và ợ nóng. Dầu dừa giúp bạn giảm đau nhức và tăng cường chắc khỏe cho hàm răng. Trộn dầu dừa với một giọt tinh dầu đinh hương sẽ giúp bạn giảm đau ngay lập tức. Dầu dừa sẽ giúp bạn điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc giảm đau ở bệnh sỏi thận. Dầu dừa là một nguyên liệu tự nhiên, chống khô da, nứt nẻ. Các bà mẹ cũng có thể dùng dầu dừa xoa lên núm vú để tránh đau khi cho con bú. Trong một vài nghiên cứu gần đây cho thấy, dầu dừa sẽ làm chậm phát triển hoặc ngăn ngừa được bệnh mất trí nhớ. Canxi và magie là hai khoáng chất quan trọng bảo vệ giúp xương chắc khỏe. Dầu dừa hỗ trợ cơ thể bạn hấp thụ hai khoáng chất đó. Dầu dừa sẽ làm giảm tỷ lệ mắc bệnh động kinh và cũng làm giảm cường độ của các cơn co giật. Dầu dừa làm tăng sự trao đổi chất trong cơ thể bạn, cải thiện chức năng của tuyến giáp và hỗ trợ giảm cân một cách an toàn. Khi đun nóng, dầu dừa vẫn đảm bảo an toàn, không hề độc hại như hầu hết các loại dầu ăn khác và mỡ động vật. Dầu dừa sẽ đem đến cho bạn những bữa ăn ngon miệng và bảo đảm chất dinh dưỡng. Với rất nhiều công dụng trong thực phẩm và làm đẹp, bạn nên có một lọ dầu dừa trong nhà để tiện sử dụng. Dầu dừa mua bên ngoài có thể bị pha tạp chất. Để an toàn, bạn hãy tự làm dầu dừa. Vì dầu dừa rất dễ làm, tôi đã có video chia sẻ cách làm dầu dừa tại nhà. Bạn hãy click vào đường link tôi để trong phần mô tả để xem chi tiết cách làm nhé. Hãy like nếu bạn thấy video này hữu ích và nhấn nút subscribe. Mỗi lượt like và comment của bạn là nguồn động viên lớn nhất cho tôi. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Dầu dừa đem lại nhiều công dụng thần kỳ trong làm đẹp và dinh dưỡng. Bạn có thể tìm mua dầu dừa ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên, tự chế dầu dừa tại nhà để sử dụng vẫn là an toàn nhất. Chúc bạn thành công. Click vào ảnh đại diện của tôi để xem nhiều video hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.